cho hai nhìn thấy cánh tay của mọi người giơ lên được không? Nếu mà được hỏi là cảm xúc của Hà như thế nào thì Hà nghĩ rằng là hiện tại bây giờ là Hà vô cùng nóng bởi vì là ngay chính các thời tiết và không khí của tất cả các bạn khán giả nữa. Và đây là lần thứ hai Hà biểu diễn tại ngoài không độ, thành ra là Hà không xa lạ gì với cái không khí như thế này. Các bạn rất là nồng nhiệt và đặc biệt là tất cả các khán giả trẻ, những đối tượng của nhãn hàng. Hà thấy rằng là sinh viên mà Hà đã từng trải qua cái giai đoạn đó, là vô cùng điên cuồng, sôi động và hết mình. Và đó là những cái gì mà đối tượng của cả các ca sĩ đều muốn được hát, cho dù đấy là có lương hay không có lương, được nhận tiền hay không nhận tiền, cắt xe hay không cắt xe đi nữa, thì được sống trong cái không khí đấy giống như là mình được tái tạo thêm được nhiều cái năng lượng như mùa hè không độ. Thì tại sao mà Hà xuất hiện đến lần thứ hai, thì đó cũng là câu trả lời cho các bạn biết rằng là chương trình của chúng ta thực sự đầu tư chuyên nghiệp, bởi vì khi các bạn đầu tư nghĩa là cái sự tôn trọng của bạn dành cho các bạn sinh viên là rất lớn. Và vì vậy mà Hà rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người đã cho Hà thêm một cái cơ hội thứ hai nữa để được đến gần hơn với những cái không khí sôi động như thế này.